Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đã sẵn sàng bắt đầu. Kéo theo đó, xã hội sẽ lại tiếp tục xuất hiện nhiều luồng ý kiến khác nhau về những vấn đề liên quan đến giáo dục như là dạy thêm học thêm, đổi mới chương trình hay là lạm thu đầu năm học vân vân. Tuy nhiên trong bản tin tối hôm nay chúng tôi xin được đề cập đến một vấn đề hầu như rất ít được nhắc tới trong những cuộc tranh luận liên quan đến giáo dục, đó chính là câu hỏi vai trò của đội thiếu niên tiền phong trong hệ thống giáo dục là gì? Các hoạt động của đội đã bắt kịp được yêu cầu của thời đại và thực sự thu hút được các em thiếu nhi tham gia hay chưa? Và để bàn luận về chủ đề này, hôm nay chúng tôi mời đến trường quay anh Lê Anh Quân, Phó trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương. Xin cảm ơn anh Quân đã nhận lời mời tham gia chương trình. Xin chào anh Kỳ Vọng. Vâng, và hiện nay thì có rất nhiều những cái quan điểm khác nhau đối với cái nhận định về hiệu quả của hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, và người ta cho rằng là cái vai trò của hoạt động đội hiện nay không còn được coi trọng như trước nữa, và các nhà trường cũng thực sự không chú trọng, còn các em học sinh thì dồn quá nhiều thời gian cho việc học tập, không có thời gian hoạt động đội nữa. Thì không biết là anh Quân anh có ý kiến gì về những nhận định này ạ? Xin cảm ơn anh Kỳ Vọng. Tôi nghĩ rằng là nói đến tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thì chúng ta hoàn toàn có thể tự hào và khẳng định được đây là một cái tổ chức duy nhất được Đảng và Nhà nước giao cho nhiệm vụ chăm lo, rèn luyện và giáo dục thiếu nhi. Và trong suốt cái hành trình 75 năm của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thì tổ chức đội vẫn đang thực hiện tốt cái sứ mệnh đó. Trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt mà khi ngành giáo dục của chúng ta đang tập trung đổi mới toàn diện giáo dục thì sự có mặt của tổ chức đội trong các nhà trường đã khẳng định một cái vai trò rất lớn trong việc cùng với nhà trường thực hiện cái nhiệm vụ giáo dục và rèn luyện các em học sinh toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm của anh, và cũng rất là nhiều người cũng cho rằng là hiện nay các em học sinh chúng ta cũng đang phải chịu rất là nhiều cái áp lực về việc học tập. Và trên thực tế thì tôi thấy rằng là các nhà trường hiện nay, các cơ sở giáo dục hiện nay thì cũng đang phải chịu cái áp lực rất lớn về cái khung chương trình dạy học. Rồi các thầy các cô thì cũng phải chịu áp lực rất lớn về cái chất lượng dạy học nữa. Nên chính vì vậy mà ít nhiều nó cũng ảnh hưởng tới cái hoạt động của đội trong các nhà trường. Vâng, quả thực là những cái người mà làm công tác chuyên trách hoạt động đội ở trong các trường học thì cũng có nhiều tâm tư, đúng không ạ? Có thể chúng ta sẽ có một dịp mà chúng ta hiểu hơn về cái đề tài này. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thì có rất nhiều những cái video clip của các em nhỏ tự quay về cái biến tấu những cái hình thức mà đi đều bước của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành những điệu nhảy vung chân múa tay trên nền nhạc rap hay là hip hop chẳng hạn. Xin mời anh Quân cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng xem những hình ảnh này. Vâng, anh Quân này, trở lại với trường quay thì anh có đưa ra những bình luận gì của mình sau khi xem những video clip vừa rồi không ạ? Thực ra thì tôi không nghĩ đây là một buổi thực hành nghi thức đội hay là một buổi biểu diễn nghi thức đội của các em thiếu nhi. Bởi nghi thức đội nó là một cái quy định thống nhất mang tính bắt buộc trong tổ chức đội, được thể hiện bằng ngôn ngữ, bằng hình thức tượng trưng, bằng đội hình đội ngũ và bằng các nghi lễ thủ tục. Nói đến nghi thức đội, nói hai từ nghi thức thì người ta đã nói đến một cái sự chuẩn mực về tác phong, chuẩn mực về khẩu lệnh, chuẩn mực về đội hình, chuẩn mực về động tác và chuẩn mực kể cả là về tư thế của chỉ huy. Nhìn cái clip vừa rồi thì tôi không hiểu là các em đang biểu diễn một cái gì, và tôi nghĩ rằng là chắc là các em đang tham gia vào một cái lễ hội của địa phương thì đúng hơn là các em đang thực hành nghi thức đội. Vâng, thực ra thì cá nhân tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là người lớn chúng ta cũng không nên quá khắt khe khi nhìn vào những cái clip vui của những em học trò. Có thể là các em chỉ quay trong giây phút ngẫu hứng, nghịch ngợm của tuổi học sinh thôi, đúng không ạ? Nhưng theo anh Quân thì liệu rằng là những cái cách sáng tạo này của các em có phải là một chỉ dấu cho thấy là cái công tác hoạt động đội của chúng ta đã đến lúc phải đổi mới một cách toàn diện để làm sao mà có sức hút được em thiếu nhi không ạ? Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cái việc là hoạt động đội thì phải liên tục đổi mới. Và trong các hoạt động thì đòi hỏi phải có sự sáng tạo. Và nghi thức đội nó cũng có những cái vùng để cho các em được sáng tạo. Cái việc sáng tạo trong nghi thức đội là các em biết vận dụng các cái động tác trong nghi thức.
các cái đội hình trong nghi thức để ứng dụng vào từng hoạt động của đội sao cho nó phù hợp, nhưng phải đảm bảo được cái tính chuẩn mực của nghi thức. Nói đến nghi thức đội thì Hồng đội Trung ương từ năm 2015 thì cũng đã rất là quan tâm và cũng đã rà soát điều chỉnh sao cho nó phù hợp với tình hình thực tiễn trong các cái nhà trường hiện nay, đặc biệt là cái việc thực hiện của các em, và cũng yêu cầu các cơ sở phải thực hiện một cách thống nhất. Khi những cái clip này xuất hiện ở trên các cái mạng xã hội thì cũng đã nhận được cái sự phản ứng rất là lớn, rất là gay gắt của dư luận, đặc biệt là các anh các chị phụ trách đội và các bạn thiếu niên nhi đồng ở khắp mọi miền của đất nước. Và tôi nghĩ rằng là đây nó chỉ là một cái hiện tượng đơn lẻ, chứ nó cũng không phải là một cái hiện tượng phổ biến. Và tất cả những hiện tượng này thì chúng tôi cũng đã nắm được và cũng đã có cái chỉ đạo trực tiếp tới hộ đội các địa phương, yêu cầu phải chấn chỉnh và rút kinh nghiệm. Liên quan đến cái vấn đề đổi mới các hoạt động đội trong nhà trường hiện nay thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái vấn đề mà chúng tôi cũng đang rất quan tâm. Việc đổi mới hoạt động đội hiện nay nó cũng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, đặc biệt là khi mà giáo dục của chúng ta đang thực hiện cái chương trình đổi mới toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm và phát triển cái năng lực toàn diện của học sinh. Vâng, còn đối với các anh chị làm công tác tổng phụ trách đội hiện nay thì cũng phải đối diện với rất nhiều khó khăn đúng không ạ? Rất ít những cái anh chị làm công tác đội chuyên trách mà thường thường là phải kiêm nhiệm rất là nhiều công việc khác nhau. Và trong cái chương trình hoạt động của nhà trường thì cái hoạt động đội bây giờ cũng không còn được quan tâm chú trọng như trước nữa. Thì không biết là ở phía Trung ương đoàn và Hội đồng đội Trung ương đã mở những cuộc hội thảo khoa học một cách nghiêm túc về cái vấn đề mà đổi mới công tác hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh không ạ? Thực ra thì năm 2015 kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì Trung ương đoàn cũng đã có phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thì có rất nhiều cái ý kiến của các học giả cũng bàn về vấn đề này. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách khách quan là hiện nay hầu hết các anh các chị giáo viên làm tổng phụ trách đội đều không được đào tạo về chuyên môn. Một số rất ít trong những cái số mà các anh các chị làm giáo viên tổng phụ trách đội thì được đào tạo chuyên môn ghép, ví dụ như là văn đoàn đội hay giáo dục công dân đoàn đội hay là sử đoàn đội. Nhưng con số đó thì rất là ít và không nhiều. Và vì cái việc mà không được đào tạo về bài bản về chuyên môn, cộng với cái việc tuyển dụng nó cũng chưa được chặt chẽ và đúng quy trình. Cái chế độ đãi ngộ, cái chính sách dành cho các anh chị giáo viên tổng trách đội cũng không được quan tâm. Do vậy mà cái chất lượng hoạt động đội nó cũng theo đó mà cũng ảnh hưởng. Và tôi nghĩ rằng là để khắc phục được cái vấn đề này thì trước hết chúng ta phải quan tâm cái lực lượng cán bộ của mình. Và điều tôi muốn nói ở đây đó là cái lực lượng cán bộ phụ trách đội nói chung và các lực lượng giáo viên tổng trách đội làm tổng trách đội trong các trường học nói riêng. Bởi vì cái lửa ở trong cái hoạt động đội ở tại các trường học thì nó phụ thuộc rất lớn vào các anh các chị giáo viên làm tổng phụ trách đội. Các anh các chị chính là những linh hồn dẫn dắt công tác đội và phong trào thiếu nhi thành công hay không là phụ thuộc rất lớn vào các anh các chị. Vâng, và rõ ràng là chúng ta đã đạt được rất nhiều những cái vấn đề sau cuộc hội thảo khoa học đó, và hy vọng rằng là từ phía Hội đội Trung ương này, Trung ương đoàn rồi những cái đơn vị chức năng thì cũng sẽ có những cái bước đổi mới dần dần ngay trong năm học 2016-2017 này, để làm sao mà cái công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nó thực sự phát triển xứng tầm với cái vai trò lịch sử của nó đã gánh vác trong suốt bao nhiêu năm qua, đúng không ạ? Xin cảm ơn anh Lê Anh Quân, Phó trưởng ban công tác thiếu nhi Trung ương đoàn đã dành thời gian cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đội thiếu niên tiền phong là tổ chức lớn nhất và duy nhất của thiếu nhi do Bác Hồ sáng lập, lớn lên cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc, có vai trò quan trọng trong việc giáo dục phẩm chất đạo đức, góp phần hình thành nhân cách của nhiều thế hệ học sinh. Được đeo trên cổ chiếc khăn quàng đỏ từng là niềm tự hào của nhiều em nhỏ, thế nhưng để việc tham gia vào đội thiếu niên tiền phong có thể mang ý nghĩa thiêng liêng như trước đây thì cần có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý giáo dục cũng như là nhận thức của nhà trường đối với tầm quan trọng của hoạt động đội được nâng lên thì mới tác động đến sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Và để khép lại phần trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những hình ảnh về nghi thức đội kiểu mẫu.